Rồi em Thức xin chào các bác đam mê audio nhá. Rồi hôm nay em lại về được 10 con máy tính nha. Đấy, con này là lần trước là về là cách đây khoảng chừng 1 năm đến hơn 1 năm rồi đó. Là em về cũng được mấy chục con em bán rồi nha. Bây giờ nó lại về nữa nhá. Thế là các bác quan tâm nhá, để ý đến con này nhá. Con này là rất là hay nhá. Thế là các bác chơi là rất là ưng nhá. Đấy, xài rất là tốt và bền nhá. Đấy, thì em cũng nói sơ sơ về cấu hình con này nhá. Con này là chạy là ổ SSD là 120GB và em sẽ lên RAM, em lên 8GB hết nhá cho các bác chơi thoải mái nhá. Đấy, con này có thể lên được 16GB nhưng cũng cho nên mình không cần thiết phải chơi tới 16GB nhá. Thế cho nên chỉ cần 8GB là được rồi, là các bác về chơi các bác không phải lên RAM nhiều nữa, 8GB là ok rồi nhá. Đấy, thì con này là em cũng nói sơ sơ về cấu hình của nó nhá. Con này chạy là Core i5 này. Đấy, Core i5 mà chạy Windows 10 nhá. Đấy, đó, rất là đẹp nhá, máy rất là đẹp nhá. Và em cũng nói sơ sơ về cái thiết kế của nó này. Đằng trước là nút nguồn này, đằng sau là có 4 cổng USB 3.0 nhá. Và đây là cổng mic và tai nghe nhá. Và đây là mạng LAN. Và đây là cổng này là để cho ra một cái màn hình của máy tính đời cũ nhá. Còn đây cổng HDMI cắm ra TV. Còn đây là cổng 12V nhá. Đấy. Còn bên hông của nó là có thêm 2 cổng USB 2.0 nữa, là tổng cộng là 6 cổng USB nhá. Và đây là dâu của Wi-Fi nhá. Đấy, vậy thôi. Đấy, thiết kế máy này rất là đẹp nhá, vuông vắn này và khối nhôm liền luôn nhá. Đấy, coi i5 đây nhá. Đấy, đây các bác coi này. Đấy, máy rất là đẹp nhá. Đó, vậy thôi. Rồi đây còn phụ kiện của nó đây bác nhé. Dây HDMI này. Đấy. Và dây nguồn này. Đấy, cục adapter của máy tính này nhé. Và đây dây nguồn đây. Dây nguồn về đời này thì trông thì nó xấu quá nhá. Dây nguồn này là không đạt tiêu chuẩn. Khả năng này em sẽ thay dây nguồn khác nhé. Đấy. Còn đây thì là cái dâu này. Đấy, vậy thôi, phụ kiện của nó là như thế nhá các bác nhé. Đấy, các bác yêu thì điện thoại cho em. Giá lần này là em sẽ lên 8GB RAM, 8GB là giá lần này là lên 8GB là lên thêm mất thêm một khoảng chừng hết 600.000 nữa nhé. Và lần này nó là giá là rất là cao nhé, nó cũng lên hơn lần trước đấy, vài trăm đấy. Đây, con này bây giờ em bán là cái giá là RAM 8GB nhé, là giá là 5 triệu đúng nha bác nhé. Đấy, 5 triệu nha. Con này nó không có quạt tản nhiệt nhé, nghe rất là tĩnh sạch nhé. Đấy, em đang nghe kìa. Đấy, em đang nghe kìa. Đấy, nghe tiếng rất là sạch sẽ và rất là hay, không có quạt nhé. Đấy, các bác yêu thì điện thoại cho em nhé, giá đúng 5 triệu bác nhé. Đấy, nếu các bác mà chuyển đủ tiền cho em thì em bao ship cho nhé. Còn nếu mà không chuyển đủ thì các bác sẽ chuyển cho em khoảng 20%, cứ khoảng 1 triệu đấy. Cọc trước em 1 triệu thì em sẽ chuyển máy cho, là em không bao ship cho nhá. Đấy. Đấy, máy rất là đẹp, phụ kiện nhá. Đấy, em đang nghe này nhá, tiếng rất là sạch sẽ này. Rồi, nó vặn lên cho các bác nghe tí này. Nỗi nhớ mong em quay quanh trong chiều vàng, chiều muộn phiền khi bóng đêm vây quanh, nỗi nhớ mong anh, nỗi nhớ
là mong manh. Có mấy ai hay khi biết yêu lần đầu. Là đợi chờ cho mắt em long lanh, nước mắt rơi nhanh. Tóc mây bàn tay anh hân hoan hai nụ tình nồng nàn để tặng một người tình trọn đời. Anh sẽ mong cuộc đời này còn chỉ đâu em, mỗi trái tim xanh anh đã trao về người. Đời rồi, ok các bác nhá. Các bác này yêu các bác cái điện thoại cho em nhá. Đấy, là giá em bán là 5 triệu nhá, là bản 8GB hết nhá. Đấy. Đấy. Đấy, cái này em sẽ bảo hành cho các bác 1 tháng cho các bác thoải mái nhá. Và em sẽ hỗ trợ và cài đặt cho các bác chơi nhạc nhá. Đấy, các bác có cần thì em sẽ hỗ trợ cho các bác nhá. Đấy, các bác chơi thành thục thì thôi nhá. Nên các bác yên tâm nhá. Đấy. Rồi em xin chào các bác nhé.